chứ bỏ giờ tôi mở cửa đứng vô đứng ngoài chụp hình xong tôi tới lập biên bản nè. Bố là cái cha. Tôi quỳ xin lại mấy anh luôn á, tôi quỳ xin lại mấy anh luôn á, nói thiệt. Dịch bệnh khổ dữ lắm rồi mấy anh ơi, tôi lại mấy anh luôn á. Gia đình tôi không còn cái gì để ăn hết á, không còn tiền, không còn bạc, không còn một cái gì hết á. Vô cái gì mà vô bây giờ tôi khổ dữ lắm rồi, mấy anh cứu tôi đi. Nhà nước phải cứu tôi đi. Hỏi là tại sao không đeo khẩu trang? Tôi đã nói là nhà tôi bây giờ vợ tôi thứ nhất nó đang có bầu có bì. Nó không có biết, nó chỉ mở cửa ra nó tiếp xúc với một người mà người ta tới gõ cửa thì mình mở cửa ra thôi, đâu có biết gì đâu. Bây giờ như vậy lập biên bản mấy anh phạt làm sao mà tôi xong nổi. Làm sao tôi xong nổi. Mấy anh thương dân lúc này là mấy anh mới bỏ qua những cái tình tiết nhỏ như thế này nè. Tôi nói nếu mà nhỏ thì tôi nói là tôi nói là cái này là tốt cho anh, không bảo vệ sức khỏe cho anh, bảo vệ sức khỏe cho vợ anh, bảo vệ hàng người ta mua hàng của anh. Chứ đâu phải là tôi không có gì. Anh coi nhà tôi không có buôn bán cái gì hết, nó đóng cửa từ ngày tới giờ. Có buôn bán không buôn bán. Những cái đồ này giờ tôi nó để nó mua về nó để nó bán. Đây là người ta đang đi làm để tốt cho anh, tốt cho sức khỏe cho anh. Bây giờ mấy anh cứu dân đi, nhớ nói dữ lắm rồi. Tôi nói thiệt mấy anh, tôi khổ dữ lắm rồi, tôi bâng khuâng lắm rồi. Cuộc đời của tụi tôi bây giờ mấy tháng trời không có đi làm được. Tôi hỏi mấy anh là bây giờ mấy anh cầm cái biên bản mấy anh phạt tụi tôi lấy cái gì tụi tôi đóng. Tôi hỏi mấy anh đó, mà trong đi một cái tình huống dài cho tụi tôi mà lấy gì tụi khác được sao? Bây giờ vấn đề chỗ là làm gì? Tôi nói anh nghe là bây giờ tụi tôi đang ở nhà, người ta tới gõ cửa trong một cái lúc sơ suất mấy anh không có bỏ qua được. Cái sao mà mấy anh có cầm biên bản của tôi không có làm, công an thành phố làm. Bây giờ kêu công an thành phố là bất cứ ai cũng vậy, xuống đây để nghe người dân nói. Người dân khổ lắm rồi, bây giờ tôi người nhà đi là 2 tháng trời là không có, không có tiền đóng tiền nhà. Anh mà không phòng chống dịch người dân cũng không có dụng mùa. Thì phòng chống dịch bây giờ tôi ở trong nhà chứ tôi có đi ra đường để lây lan người ta đâu. Tôi ở trong nhà mà đúng không mấy anh, tôi ở trong nhà, người ta tới người ta gõ cửa. Chứ phải là tôi đi tìm để mà đi rồi giao tiếp rồi đi ra lây lan cho người khác đâu. Tôi bây giờ tôi khổ dữ lắm rồi, dân khổ lắm rồi các anh ơi. Các anh áp dụng những cái chỉ thị hay là những cái công văn này nọ đằng kia, các anh thấy có một chút tình người trong đó. Mấy anh nguyên tắc quá. Trong khi vợ tôi ở trong nhà chỉ mở cửa hé ra thôi chứ không phải là mở toang cửa để chào đón khách. Nhà tôi nói anh tôi lấy chơi đồ ra. Nếu mà tôi thấy chơi sắp lên này có thể ăn cắt cửa ăn tôi ngay đúng không? Mọi người chắc ăn chứ. Thì bây giờ chấp hành chứ có đi ra khỏi đường khỏi nhà đâu. Đúng không? Tụi em đâu có đi ra khỏi nhà. Nói thiệt chứ mấy anh, bây giờ mấy anh lục tung ra cái nhà tôi lên còn 1.000 đồng bạc nào trong nhà tôi, cái gì tôi cũng thua mấy anh. Mấy anh bắt bỏ tù tôi luôn cũng được nữa. Dân bây giờ nó đói nó khổ nó chật vật khắp nơi rồi. Bây giờ các anh những cái chuyện như thế này các anh nguyên tắc nó cũng vừa thôi. Bây giờ vô yêu cầu xuất trình hộ khẩu. Bây giờ thứ nhất đó là không có hộ khẩu, tụi tôi ở đây là tụi tôi ở tạm ở vợ. Ở tạm phải đăng ký chứ anh, nó tạm. Bây giờ hiện tại giờ nó ở đây hướng dẫn chủ nhà nó cũng không có ở đây. Anh lâu rồi nó có giấy tờ anh chứ. Nó mới có giấy tờ nhà, nó mới có này nọ đầu kia. Đúng không? Bây giờ muốn đi đăng ký tạm trú là chủ nhà nó đi đăng ký cho tụi tôi không có tự đi đăng ký được. Mà giấy tờ tùy thân của anh đâu? Giấy tờ tùy thân bây giờ vợ tôi nó làm căn cước. Tới giờ chưa có, chỉ có một cái giấy hạn, em cho lấy giấy hạn cho người ta nè. Vợ tôi biết chỉ mở cửa nó đứng như vậy thôi, mấy anh chụp lên mấy anh làm biên bản, mấy anh làm thế này thế nào, có phải là mấy anh đang làm sai không? Làm sai cái tình người chứ không phải sai cái chỉ thị, mấy anh hiểu không? Tôi không có làm sai chứ, anh nói tôi đang làm sai cái tình người. Em đi đâu ra nó làm sai cái tình người. Nhà tôi ở đây nè, tôi ở trọ ở đây, tôi lây lắm nè. Bây giờ ngày mai tôi ra đường, tôi ăn tính luôn nè. Tôi là vô dân cư. Cộng lại đôi dân cô ta lớn lên. Mấy em đang làm sai cái tình người, mấy em không có coi dân là người thân.
cái lành không yêu thương dân, cái lành chỉ biết làm theo đúng những cái gì mà trên sai bảo. Rồi giờ tôi mời anh về công an xã. Bây giờ anh bắt đi, bắt đi. Tôi mời lấy công bắt.